không quên sơ tâm Tập 1B Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 17 tháng 2 năm 2016 Tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Trong khuyên pháp Bồ Đề Tâm Văn có nhắc vợ chúng ta dòng thất Bồ Đề Tâm tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp hệ chúng ta đánh mất bồ đề tâm tất cả việc làm được đều không phải công đức là gì phước báo việc bình tu đều không phải công đức không ra được luân hồi chỉ có phước báo cho nên biến thành đời này tu phước đời sau hưởng phước hưởng phước rất ít người không bị sa đọa chúng ta thấy cả thế giới bây giờ những nhân vật chính trị này Đời trước họ không tu phước, làm sao họ có thể làm quan lớn vậy? Nhưng bây giờ đều đang tạo nghiệp địa ngục. Đời thứ ba sẽ đọa lạc, gọi là tam thế oán. Chúng ta không thể làm những việc tam thế oán. Bồ đề tâm là thứ quan trọng nhất khi tu đạo. Trong tam bối dẫn sanh, tiêu chuẩn chung là có tám chữ. Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật cho nên bộ đề tâm này rất là quan trọng bản thân lệ khúc này nhớ lại hồi còn chưa gặp sư trưởng cũng bị xã hội này ô nhiễm mọi người nhìn không ra hồi còn chưa gặp sư trưởng tôi là tốt xeo quý vị không nhìn thấy sao tôi nói lại mọi người nghe Tôi không phải tốt nghiệp đại học mới là tốt sale Hồi tiểu học lớp 3, lớp 4, tôi đã là tốt sale rồi. Người ta về nhà ngoại là chơi đùa đi chơi. Tôi là mua... Ví dụ nói, kẹo đậu phộng, kẹo khoai lang, tiền vốn là 28 đồng Đài Loan. Tôi bán xong, kiếm được 40 đồng lời 12 đồng Quý vị coi A là gia thức còn nặng như vậy Không có, bữa nay nói chuyện tôi mới nhớ lại Bình thường không nhớ tới nó Để lại ấn tượng phải chú ý Phật hiệu để ấn tượng gì một chút thì tốt Tâm luân hồi này không thể để thêm ấn tượng nữa Đây chính là tập khí đời quá khứ Làm gì có ai mới lớp 3, lớp 4 đã làm kinh doanh Kết quả ra xã hội cũng đều trong giới doanh nghiệp. Vì sao gặp được sư phụ? Nếu không bản thân tôi cũng bị những phim Hollywood, những quảng cáo này ảnh hưởng. Đều là muốn nhà lớn, xe lớn. Bên cạnh còn có một mỹ nữ rất xinh đẹp. Đều là những suy nghĩ này. Cảm thấy như vậy mới đúng. Kết quả gặp được sư phụ, sai, sai, sai. Phương hướng căn bản đều sai hết, còn tạo rất nhiều nghiệp. Cho nên hồi mạng của tôi là do sư phụ cứu. Ngay cả sinh mạng cũng do sư phụ cứu. Tại sao? Gia đình tôi có thể quay ngược về tổ tiên đời ông nội tôi trở lên. Tất cả đều làm nghề bắt cá. Bản thân mình đời quá khứ, nghiệp sát cũng nặng. Sao nhìn thấy được? Hồi nhỏ hay cầm gậy, cầm dao ở đó luyện. Cái gậy, luyện tập bác đồng nhân. Đây chính là tập khí trước đây có thể cũng là luyện võ cho nên sát nghiệp cũng nặng thật vậy năm tôi hai mươi chín tuổi người nam sợ nhất gặp chính ba 49, chín bốn năm mươi chín mọi người bình tâm nhìn coi rất nhiều nhân vật lớn đều không qua khỏi cái số chín này năm tôi hai mươi chín tuổi lái xe trên đường cao tốc tới nội ngũ thiếp đi cả thân thể cứ yếu đi tự mình làm chủ không được cho nên nghe thấy cụ Hòa Niệm trong báo ân đàm có nói cẩn thận phòng ngừa nghiệp lực phát động. Phải để thiện căn phát động, đừng để nghiệp lực phát động. Cho nên nghiệp lực đời quá khứ cùng tới có lúc quý vị thật sự kêu trời, trời không ứng. Kêu đất, đất không linh. Sức khỏe cũng vậy, hoặc là ác duyên cũng vậy, ngày càng nghiêm trọng. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ nói, khi còn mạnh khỏe, sao không nỗ lực tu thiện? Còn muốn đợi khi nào? Quý vị hưởng phước báo, hưởng tới sau cùng, phước báo hưởng hết rồi. Lúc đó muốn phấn chấn lại, có lúc cũng không làm chủ được. Hồi đó, lễ hút lái xe trên đường cao tốc, thường hay bị ngủ gật. Cũng may mẹ tôi ngồi bên cạnh. Con ngủ gật rồi phải không? Mẹ tôi vẫn rất bình tĩnh. <laughs> Lễ hút cũng nhờ mẹ của mình phước báo rất lớn. cho nên một người khi họ có nghiệp lực, người bên cạnh có phước báo lớn thì có thể không xảy ra chuyện. lão hòa thượng đến nhàn học trò của ngài chẳng phải đã phát điên rồi sao? đúng chưa? nhưng chỉ cần ở bên cạnh ngài đều rất tốt, rất bình thường. cho nên mọi người thường ở bên cạnh sư phụ, lực uy đức của sư phụ rất mạnh, mọi người phải mau mau tu hành thiện căn như vậy sẽ phát động lên hết. Cho nên, quả thực là năm 29 tuổi. Thọ mạng tới rồi. Nhưng do nhờ nghe Pháp của Lão Hòa Thượng, sau đó lại vừa hay, có người bạn học tới hỏi tôi là bọn mình có một lớp phải dạy thay. Giáo viên đó dạy 40 năm rồi. Giờ không dạy nổi nữa, nghỉ hưu sớm. Bà có muốn dạy thay không? Sư phụ dạy tùy duyên. Bất kể nó khó hay không, dù gì duyên tới rồi thì đi làm. Vừa hay tôi cũng đi. Cộng thêm Pháp Sư Đạo Chứng trước khi giảng sanh. Có một lần đại phóng sanh, mười mấy chiếc xe hàng. Vừa hay lệ khúc cũng có đi tham gia. Cho nên phóng sanh đối với việc hóa giải sát nghiệp thực sự là có tác dụng hết sức lớn. Tôi thì miễn cưỡng. Vua Diêm La khảo nghiệm. Kết quả hơn nửa năm sau thì đi hại khẩu, rồi cứ đi mãi theo con đường mà sư phụ chỉ đạo cho nên mạng này cũng do hòa thượng cứu lại cho kể cả ông nội tôi ra đi hết sức tốt đây đều là quy đức của hòa thượng ông nội của tôi nằm 14 năm trên giường chiêu cảm tới những người chăm sóc đều là học phật niệm phật đều là nghe lão hòa thượng giảng kinh sau đó lễ hút mới khởi một ý niệm, tôi ở ngoài thời gian 12 năm, 12 năm nay đều không. Thật sự ở bên cạnh ông nội làm tròn hiếu đạo, cho nên hạ một quyết tâm. Được. Lần này về nhà, nhất định phải tiễn ông nội giảng sanh xong mới rời khỏi Đài Loan. Đã quyết tâm như vậy. Kết quả không lâu sau, mới tắm cho ông tôi một lần. Ông tôi qua hôm sau đã giảng sanh rồi giảng sanh trong tiếng Phật hiệu. Hơn nữa, sau khi giảng sanh, đã niệm Phật 36 tiếng đồng hồ. Sau đó mỗi ngày đều có Pháp hội niệm Phật mười mấy tiếng. Rất nhiều đồng tu tịnh tông đều tới. Đều là Phật Bồ Tát, đều là phước báo của Lão Hòa Thượng Gia Hộ. Lễ khúc báo cáo với sư phụ. Sư phụ, ông nội con giảng sanh rồi. Sư phụ nói, ông nội con chắc chắn đi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi. Lệ Húc nói, sư phụ chỉ có thể bảo đảm ông nội con an tường giảng sanh trong tiếng Phật hiệu. Do tôi không dám nói quá. Sau đó, sư phụ khẳng định như vậy, nhưng tôi nói chỉ có thể bảo đảm giảng sanh trong tiếng Phật hiệu. Kết quả sư phụ nói, thì tin là ông nội con chắc chắn giảng sanh. Sau đó, sư phụ nói tiếp, do những năm nay con làm rất nhiều việc đã làm rất nhiều việc tốt tôi nói sư phụ những năm nay con làm rất nhiều việc sai lầm rất nhiều việc không hiểu biết tập khí làm chủ đã tạo rất nhiều nghiệp sư phụ nghe xong sau này con còn rất nhiều việc phải làm sư phụ luôn khích lệ như vậy luôn khích lệ sau đó nói ông nội con sao đi nhanh vậy là do Phật Bồ Tát muốn con kiên tâm phụ hưng hán học. Cho nên thật sự cảm thấy đều là ân đức của sư phụ. Không chỉ hộ trì huệ mạng của bản thân tôi, ngay cả huệ mạng của gia đình chúng tôi đều được tam bảo được hòa thượng gia trì. Hơn nữa việc phát nguyện cùng hòa thượng hộ trì chánh pháp, tất cả người thân của chúng tôi đều được sự hộ trì của thần hộ pháp lệ hút ở bên ngoài hơn 20 năm. Trong nhà đều không cần lo lắng, chắc chắn đều là hộ pháp hộ trì. Cho nên lệ hút khi đang tụng lệ thứ 31 này thì hết sức khoan hỷ, nhất tâm quán lễ. Tận hư không biến pháp giới thường trụ tam bảo. Thập phương hộ pháp Bồ Tát, Kim Cang, Phạm Thiên, Long Thần, Thánh Hiền Đảng Chúng. Thần hộ pháp này thật sự là rất từ bi cho nên chúng ta nghiêm túc đi làm người trong nhà không cần phải lo lắng khi rất nhiều nhân duyên xuất hiện thì đều có người đến hộ trì cho nên bản thân lễ hút cũng không quên lúc đầu cảm tạ ân đức của hòa thượng đời này tận hết thọ mạng đều cùng hòa thượng hoàng hộ chánh pháp phục hưng hán học nho thích đạo và cuộc đời con người đừng nói làm được rất nhiều việc có thể làm một việc cho viên mãn thì đã hết sức đáng quý rồi sư phụ nói Con phục hưng nho thích đạo dùng công đức này hồi hướng nhất định giảng sanh do việc như vậy ảnh hưởng tới hậu thế đời đời thế thế công đức này computer rất có tính hết cứ như vậy hơn nữa quý vị coi tấm lòng của sư phụ Sư phụ phục hưng hán học là vì muốn cả thế giới tất cả những giáo dục tôn giáo tốt tất cả nền giáo dục dân tộc tốt đều có thể được truyền thừa do cả thế giới chỉ còn lại văn tự biểu ý là chữ hán và văn ngôn văn của chúng ta không có nền tảng này văn hóa của cả thế giới đều sẽ bị đứt đoạn bây giờ ngay cả shakespeare rất nhiều người đều không biết nữa do nó không có phương tiện truyền đạt biểu ý này cho nên tấm lòng của sư phụ là muốn biến văn ngôn văn thành ngôn ngữ của cả thế giới. cho nên chúng ta cùng sư phụ lễ hút có lòng tin. tất cả thánh nhân tôn giáo trên toàn thế giới đều đang gia trì chúng ta. tất cả tổ tiên dân tộc toàn thế giới đều đang gia trì chúng ta. mọi người có cảm thấy bây giờ tráng của lễ hút sáng bóng không? <laughs> sự gia trì đó bất khả tư nghị. Tâm quý vị tỉnh lại để có thể cảm nhận được Chúng ta Không quên bản tâm Không quên tâm tri ân Báo ân này Chúng ta hoàng hộ Chánh pháp Hộ trì hòa thượng Do hòa thượng Là người hội tụ Đại trí huệ của chúng sanh Trong thiên hạ Thế giới này có thể đi về hướng an định hòa bình hay không? Chắc chắn là phải có sự chỉ đạo của Hòa Thượng. Hơn nữa, Hòa Thượng coi như là người sau khi Đức Phật diệt độ 3.000 năm. Làm theo sự hành trì của Đức Phật một cách triệt để nhất. Giảng Kinh 58 năm không gián đoạn. Cho nên, chúng ta cùng Hòa Thượng phải lấy chí của thầy làm chí của mình phải đem nho thích đạo gánh giác trên thân mình mà hoàng dương khắp cả cho nên cái này cũng là trình tự thứ nhất trong bốn trình tự khi tu học phật pháp đại thừa chúng sanh vô biên thể nguyện độ lý chí thầy làm chí mình tức là phát nguyện tiếp theo phiền não vô tận Thệ nguyện đoạn. Tức là sự cách vật mà Nho Gia nói tới, tức là lời Hòa Thượng nói vào hôm mùng một, một Tết, bảo chúng ta buông bỏ tập khí. Bảo chúng ta bắt đầu làm từ cơ sở. Cho nên mấy lần nói chuyện này của sư trưởng đều đặc biệt nhấn mạnh đệ tử quy. Thật ra, đệ tử quy là dạy chúng ta làm sao để làm đứa con tốt của cha mẹ học trò tốt của thầy cô cán bộ tốt của lãnh đạo đệ tử quy là dạy chúng ta điều này bản thân lệ hút cảm nhận khá là sâu sắc sư phụ đã từng chia sẻ phật pháp với người khác sau cùng bản thân mình được lợi nhất khuyên chính mình rõ ràng rồi nói rõ ràng rồi do lễ hút khi chia sẻ với đại chúng quần thư trì yếu 360. Trong quần thư trì yếu 360, có một bài thu thập nhiều câu kinh nhất. Tôi không biết mọi người có chú ý tới không? Đơn vị này có nhiều câu kinh nhất. Ở đơn vị thứ tư, Di Chánh, trong cương lĩnh thứ nhất dụ bổn nói tới nhiều nhất quân tử dụ bổn bổn lập nhi đạo sanh chúng ta có câu thành ngữ là gốc ngọn điên đảo nếu như chúng ta tu học mà không nắm được cái gốc rễ sẽ bị gốc gọn điên đảo tốn công vô ích cho nên sư phụ giảng kinh có thường nói cái gốc rễ không cái gì là gốc rễ? Hiếu là gốc rễ. Đức là gốc rễ. Tâm là gốc rễ. Tình nghiệp tam phước là gốc rễ. Điều là nhấn mạnh cái gốc rễ này. Vừa hay đọc được một câu. Trong phần dụ bổn này có nói Phu tri di nhân tự giả, nhiên hậu khả dĩ di nhân phụ Tự mình biết làm con ra sao rồi Mới có thể làm cha tốt được Nếu không làm sao dạy con cái hiếu thuận Tri di nhân thần giả Nhiên hậu khả dị di nhân quân Bản thân mình làm cấp dưới cho tốt rồi Mới có thể làm lãnh đạo Như vậy chúng ta làm lãnh đạo Mới biết làm sao để huấn luyện cấp dưới Không phải học ra một cái MBA Là có thể về làm chủ quản Đây là quan niệm sai lầm tri sự nhân giả nhiên hậu khả dĩ sử nhân chúng ta từng phụng sự người khác mới biết làm sao đối đãi với người đây đều phải có cái căn bản đoạn này bản thân của lễ hút đã suy nghĩ một câu biết làm học sinh thì mới có thể làm thầy do trong nhân duyên của lễ hút 20 năm rưỡi trước đây tới hải khẩu chia sẻ để tự quy với đại chúng người ta gọi tôi là thầy cho nên tôi xây nhà ba tầng này tầng một tầng hai chưa xây thì đã xây tầng ba sau đó thường thấy trong lòng bất an không biết chỗ nào có vấn đề do nền móng không chắc chắn hơn nữa cho người ta gọi lâu rồi sẽ trúng độc Quý vị gọi tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai Lo lắng, dè dặt Bản thân mình còn học chưa tốt Còn để cho người ta gọi bằng thầy Gọi tới tiếng thứ 10, tiếng thứ 20 Cũng được được Gọi tới tiếng một dạng, tiếng 10 dạng Thì rất khoái chí Sau đó người ta không gọi nữa Quý vị sao không gọi tôi Là xong luôn Cho nên tự mình đọa lạc Mà không hay không biết Cho nên học Phật, bản thân phải có tính cảnh giác rất cao độ con cái gọi quý vị là cha quý vị phải rất cảnh giác trước có trách nhiệm mình có làm tấm gương tốt không gọi quý vị là lãnh đạo mình có đi chỉ đạo họ đi về hướng tây phương cực lạc thế giới không phía sau mỗi một thân phận điều đáng quý nhất là lòng trách nhiệm đó chứ không phải vì thân phận đó mà kiêu ngạo tự mãn như vậy sẽ biến thành đọa lạc sau khi đọc xong sẽ suy ngẫm càng sâu. Thật ra mỗi một câu trong đệ tử quy đều dạy chúng ta làm sao là một đệ tử tốt, làm sao có đủ thái độ của một đệ tử, có tướng của đệ tử. Chúng ta bình tâm nghĩ lại, bốn câu đầu tiên có phải là đệ tử nên làm không? Cha mẹ gọi, lập tức dân phải cung kính không được thất lễ. Cha mẹ sai phải làm ngay. Câu này mở rộng ra, Do khổng tử nói, phải học một biết mười. Nếu không sẽ học thành chấp trước. Sư phụ gọi, lập tức dân. Sư phụ bảo chúng ta phải buông bỏ 16 chữ này thì không được lừa biến rai right nào. Sư phụ sai, phải làm ngay. Sư phụ dạy, cung kính nghe. Hơn nữa quý vị còn cảm thấy hồ đề quán đảnh. Câu này là sư phụ nói với mình, A-di-đà-phật. Sư phụ bảo tôi phải làm thiện tài đồng tử bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi người đều là thầy chỉ có tôi là học trò mỗi một nhân duyên đều là muốn dạy tôi gì đó nó đang nhắc dở tôi bên trong tôi còn những phiền não và tập khí nào như vậy gặp mỗi một người đều cung kính cảm ơn cho nên một câu pháp của sư phụ sẽ giúp ngày thái bình của chúng ta tới ngay giúp thế giới cực lạc của chúng ta hiện tiền nhưng điều rất quan trọng là câu pháp này phải nhập tâm niệm niệm giữ gìn thật sự những ngày tươi đẹp sẽ tới cho nên chúng ta bắt đầu từ hôm nay đừng làm người ngược đại chính mình nữa tự mình ngược đại mình tại sao không chịu lãnh thọ pháp của lão hòa thượng chúng ta còn tùy thuận tập khí quý vị sẽ tự mình ngược đại chính mình tự mình chà đạp chính mình cho nên bắt đầu từ ngày nay chúng ta phải sống ngày ngày là ngày tốt thời thời là thời tốt hình như quý vị không muốn lắm quý vị hình như thấy luân hồi rất là thú vị nếu như không có thì phải mau mau sống ngày ngày là ngày tốt thời thời là thời tốt người người là người tốt việc việc là việc tốt chỉ cần làm thiện tài đồng tử Những ngày như vậy sẽ tới ngay Cho nên cha mẹ dạy cung kính nghe Sư trưởng dạy cung kính nghe Sư trưởng trách phải thừa nhận Công việc bây giờ, cuộc sống bây giờ Sự đối nhân, sự thế tiếp vật của chúng Là hành Bồ Tát Đạo Tức là tích lũy tư lương Giảng sanh Tây Phương Chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Bây giờ điều tốt nhất là tôi phải thành thật, nghe lời, làm thật. Đây là Địa Tạ Bồ Tát dạy chúng ta hiếu kính, phải thành thật, nghe lời, làm thật. Thành thật làm thế nào? Pháp ngữ của Ấn Quang Tổ Sư dạy chúng ta thành thật. Làm tròn bổn phận. Bỏ ác làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Mọi người coi cả bộ dân sao bốn chữ làm tròn bổn phận này xuất hiện không biết mấy trăm lần. Tại sao là nhiều lần như vậy? vào thời của ấn tổ, người thời đó có hiểu được ngũ luân không? Hiểu. Bảy mươi năm trước, tám mươi năm trước đều hiểu người không biết chữ cũng hiểu nhưng tại sao ấn tổ lại nhấn mạnh việc làm tròn bổn phận cũng là nhìn thấy xã hội tương lai nếu cả nền chánh pháp bài hoại quá nhanh con người thực sự không hiểu ngũ luân bát đức làm sao làm con không hiểu nữa làm sao dạy dỗ con cái quan hệ quân thần cũng đều không hiểu đều không hiểu đồng một phát liền học phật pháp đại thừa có phải sẽ học một cách trống rỗng không đúng mỗi ngày ở đó tinh tấn niệm phật kết quả cha mẹ không có cơm ăn có nói phải đi tới ngôi chùa đó ngôi chùa đó là chùa cổ tới đó sẽ có công đức kết quả cha mẹ chồng không có cơm ăn còn có một hiệu trưởng trường mẫu giáo câu chuyện này do bộ trưởng giáo dục chung đó kể cho tôi nghe tôi cũng toát bồ hôi hộp đi tự phật chúng ta y giáo phụng hành công đức vô lượng không y giáo phụng hành sẽ biểu sai pháp cho đại chúng đoạn mất nhân duyên học Phật của người ta. Cho nên, làm tròn bổn phận rất quan trọng. Trong gia đình có ba quan hệ luân thường. Ra khỏi gia đình lại thêm quan hệ quân thần và bạn bè. Còn chúng ta trong công việc là hành Bồ Tát đạo. Nhất định phải làm tròn bổn phận. Không làm tròn bổn phận không phải hành Bồ Tát Đạo biến thành tạo nghiệp. Tùy duyên trừ nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới. Lúc này chúng ta biết rõ. Nên làm lãnh đạo ra sao, làm cấp dưới ra sao, hết sức quan trọng. Cho nên, quần thư trị yếu 360, có 6 bài văn. Trọng điểm ở hai bài trước. Bài thứ nhất là quân đạo, Bài thứ hai là thần thuật. Cho nên làm sao làm lãnh đạo? Quân đạo này đã giảng rất rõ ràng. Bây giờ đã ra ba quyển rồi. Những câu kinh này, mọi người khuân tập cho nhiều thì ngày càng hiểu rõ. Mình làm lãnh đạo nên ra sao? Còn có thần thuật. Trong thần thuật có nhắc tới lập tiết. Tức là tôi làm cấp dưới. Tôi phải lập tấm gương đức hạnh. Một là để lãnh đạo tín nhiệm tôi, tôi có thể đi phục vụ đại chúng, hay là làm một tấm gương tốt cho lão ba tánh hoặc là cho tất cả mọi người xung quanh trong dương thị lập tiết là dương chấn tứ tri trời biết đất biết ông biết tôi biết trong quyển một lập tiết này cái thứ nhất là ví dụ về dương chấn mọi người ai chưa tra qua tộc phổ xin mời giơ tay có tộc phổ mà chưa tra mời bỏ xuống chúng ta không thể mỗi năm giúp người ta làm pháp hội tế tổ còn mình thì còn chưa có nhiều mặt tổ tiên chúng ta bận đi độ người khác mà quên mất độ chính mình điểm này lễ hút vừa hay tháng 8 năm kia có giao lưu với mọi người về tế tổ tôi thực sự có về thôn hậu hồ tấn giang tuyền châu tìm được gia miếu của nhà chúng tôi đi tế bái tổ tiên cảm giác đó chỉ sau khi làm rồi mới có cảm giác như đã nối thông được với tổ tiên sau đó mới nhận ra tôi rất hiếu kỳ tại sao tổ tiên từ đời ông nội tôi trở lên toàn bộ đều đánh cá kỳ lạ sát nghiệp nặng như vậy tại sao cha tôi và chúng tôi đời này đều hết sức là bình thuận hơn nữa gia đình còn rất hòa hợp như mẹ tôi có nói một câu đàn ông nhà họ thái các con là không biết mắng không biết đánh phụ nữ đây là lời của mẹ tôi nói nghĩa là nói chúng tôi đối với vợ cũng rất là tôn trọng điều chung sống rất tốt tôi thấy rất khó hiểu sát nghiệp nặng như vậy sao lại có kết quả này chắc chắn là tổ thiên gia hộ không phải là ngẫu nhiên tôi liền đi hỏi cha tôi. Cha tôi nói, không còn tộc phổ nữa, nhưng hình như thủy tổ đầu tiên tới Đài Loan là Thái Diễn Đức. Tôi vừa nhìn thấy cái tên này, lại không phải là Thái A Tam. Thái Diễn Đức nghĩa là gì? Người tới đây là tổ tiên có học. Nghĩa là tổ tiên chúng tôi là người có học. Kết quả thực sự sau khi đi tìm, tổ tiên của chúng tôi có hai người là quốc sư thời thanh một người là quốc sư của càn long một người là quốc sư của vua gia khánh trong đó có một người làm thầy giáo của hoàng đế hơn 40 năm hình như sống tới chín mươi mấy tuổi cho nên cái này hiểu rõ rồi đối với ân đức của tổ tiên sẽ nhớ mãi không quên cho nên bắt đầu từ giây phút đó mỗi ngày hồi hướng chắc chắn không thể quên tổ tiên của mình không chỉ không thể quên tổ tiên họ thái tổ tiên binh mẹ cũng cần tổ tiên bà nội cũng cần tổ tiên bà ngoại cũng cần tại sao không có họ thì không có chúng ta thiếu một người cũng không được mỗi ngày đều hồi hướng cho tổ tiên lúc nãy nói với mọi người về thần thuật tự mình ở trong tổ chức đoàn thể phải xây dựng tấm gương lập thiết cái đó là tận trung giữ chức cái đó là khuyên can khuyên can lãnh đạo do con người không phải thánh hiền không sai sao được cho nên khi lãnh đạo có sai lầm chúng ta phải khuyên can hết sức là chân thành thành khẩn tại sao do vị trí càng cao nhân quả trách nhiệm họ phải chịu càng nặng. Cho nên họ hãy không cẩn thận làm sai một quyết định sức ảnh hưởng rất lớn. Cho nên vị trí càng cao chịu nhân quả càng nặng. Thật sự khuyên lãnh đạo là sự yêu thương hết sức lớn lao đối với lãnh đạo. Do người học Phật chúng ta đều tin sâu nhân quả. Trong Hiếu Kinh có nói, người lãnh đạo một quốc gia chư hầu chi hiếu so sánh với trạng thái gì lo sợ dè dặt như đứng trước vực sâu như giẫm trên băng mỏng do họ đã sai một quyết định sẽ ảnh hưởng tới cả quốc gia cũng như vậy chúng ta bây giờ hiệp hội giáo dục phật đà hồng kông là thánh địa hòa thượng thường trụ hòa thượng giảng kinh thuyết pháp giáo hóa cho nên cả trung hoa rất nhiều đồng cư đều tới chỗ của chúng ta lý kinh. Chúng ta ở đây làm cho tốt họ truyền thừa những kinh nghiệm này, được lợi ích vô lượng, vô biên. Cho nên chúng ta là người dẫn đầu. Cho nên các vị đồng tu, vận mệnh của quý vị và tôi là như nhau. Xem. Cho nên mọi người và tôi đều không có con đường để rút lui nữa. Mọi người có muốn đi đường rút lui không? Đường rút lui là gì? Lục đạo luân hồi. Tại sao chúng ta đã từng cúng dường các như dư lai mới được hoan hỷ tin theo việc này? Hoan hỷ niệm vật như vậy còn làm chuyện luân hồi. Do mỗi lần đều có đường rút lui. Không mãi gánh gác. Con người hệ thoái lui. Thoái lui là đen tối. Không tương ứng với 48 lời nguyện dưới quan binh của A-di-đà Phật tần số không kết nối được. Không kết nối được. Cho nên mạnh tự nói, đời này kiếp này, quý vị không kết nối, mạnh tự sẽ chảy nước mắt. Đời này kiếp này không tôi, thì ai? Cái này có sự gánh giác. Cái này cũng là thỉnh Phật trụ thế mình tới gánh giác. Không biết thì sao? Thịnh giáo, quý vị chỉ cần phát tâm Phật Bồ Tát sẽ sắp đặt nhân duyên tới dạy chúng ta Nhưng hiệp hội lần này đã sắp đặt rất nhiều người trẻ tuổi Như tôi thấy có bạn Lưu, bạn Dư Họ đều tới Thế Khải tới dạy Tôi nói, anh đã gánh giác từ sớm Còn trẻ như vậy Mới mười mấy tuổi đã tới Anh học rất là chăm chỉ Quý vị coi bây giờ anh ấy chưa tới 30 tuổi Nhiệm vụ quay phim quan trọng như vậy Anh đã gánh giác Chúng ta nhìn thấy người trẻ tuổi như vậy Chúng ta cũng hướng về anh học tập Cái này là Lập tiết Tận trung Khuyên gián Cái đó là cử hiền Tiến cử người hiền đức Cái này Cũng là thịnh Phật trụ thế Thịnh chuyển Pháp Luân do nhân tài là quan trọng nhất. Người còn chế độ còn. Người mất chế độ mất. Bộ phận này có nhân tài rất tốt. Bộ phận này sẽ rất an định. Tại nhân duyên này chỉ cần nhân tài này tới rồi. Quý vị tiến cử ra nhân duyên lớn này. Thậm chí cả đất nước này sẽ an định. Mọi người coi trong lịch sử Tề Hoàng Công dùng quản trọng quản trọng do ai tiến cử bào thúc nha cho nên phát hiện nhân tài thì phải đề bạc họ phải bồi dưỡng họ tuyệt đối không được ganh ghét họ cho nên sư phụ nói tập khí ganh ghét của chúng ta nhất định phải buông bỏ cho nên bào thúc nha không có ganh ghét tiến cử quản trọng quản trọng làm quan còn cao hơn ông ông hoan hỉ do ông muốn lợi ích nhân dân kết quả hậu thế của ông mười mấy đời đều có phước lớn phước báo hết sức lớn cho nên đối với chúng ta mà nói vai trò của rất nhiều người chúng ta là gì vừa là quân vừa là thần đối với trên là thần đối với dưới là quân cho nên cái này là tiến cử nhân tài chúng ta phải thời thời ghi nhớ trong tâm trong cái thần này còn có một số thái độ căn bản hết sức quan trọng mới có thể làm tốt sự việc chúng ta nói không tạo thêm nghiệp mới nếu như những thái độ căn bản làm người này chúng ta đều không xây dựng được muốn giúp đỡ có lúc sẽ sao càng giúp càng bận ví dụ trong đệ tử quy nói việc không đúng thì không làm nếu đã làm thì bất hiếu rất nhiều sự việc chúng ta phải chủ động hỏi ý kiến việc này còn chưa hỏi ý kiến tiếng mân nam của chúng tôi nói là tự mình quyết định tôi tìm hiểu được tiếng mân nam của chúng tôi là cổ âm từ thế kỷ hai trước tây nguyên cho nên quý vị bây giờ biết đói tiếng mân nam quý vị đi việt nam hoặc là nhật bản hàn quốc có thể sẽ dùng được do họ dùng ngôn ngữ từ thời tần truyền qua cho nên tiếng mân nam cũng rất có ích tự mình quyết định nghĩa là tự mình chủ trương rất có thể chúng ta vừa tự mình chủ trương không hỏi ý kiến sự việc này chỉ huy sai lầm kết quả làm xong có thể mấy trăm người phải cùng với chúng ta đi bù đắp sai lầm này phiền phức này rất là lớn cho nên chủ động hỏi ý kiến rất là quan trọng do lãnh đạo có quyền quyết sách chúng ta đem một số tình hình khách quan thực tế tuyến một phản ánh đầy đủ cho lãnh đạo Do rất có thể cái chúng ta nhìn thấy là một góc độ. Nhưng cái mà lãnh đạo suy tính lại là góc độ từ nhiều phương diện. Cho nên chúng ta phải làm tròn chức trách của mình, đem tình hình nói rõ ràng, nhắc dở. Nhưng quyền quyết định nằm ở lãnh đạo. Họ chịu nhân quả. Chúng ta không thể tự mình làm chủ. Thậm chí lãnh đạo không nghe ý kiến của chúng ta, không làm theo chúng ta, bắt đầu từ hôm đó. Chúng ta gặp lãnh đạo là miệng dĩnh lên rất cao rất là bực bội. Cái này là không đúng. Người học Phật nên làm tròn bổn phận, công đức viên mãn. Lãnh đạo có làm theo hay không cũng không ảnh hưởng tới công đức của chúng ta do chúng ta đã tận tâm tận lực rồi. Nhưng quý vị coi, sau đó thực sự là mình đúng. Họ sai. Cho nên mình sẽ nói với họ, anh coi anh không nghe tôi, là quý vị cũng sai luôn. Do quý vị nói bằng thái độ này, lãnh đạo nói anh nhớ đó bên cạnh còn nhiều người như vậy còn khiến tôi mất mặt cho nên tình lý pháp phải giữ sĩ diện ở đâu khuyên răng trong phòng riêng lãnh đạo trong đoàn thể uy tín của họ rất là quan trọng họ có uy tín họ mới có thể dẫn chúng quý vị lúc đó khiến cho họ xì hơi khiến họ xẹp lép sau này làm sao họ làm lãnh đạo được cho nên những đạo lý này đều phải hiểu. Cho nên lúc này, lãnh đạo không nghe theo quý vị. Kết quả chứng minh họ sai rồi, lúc này quý vị đến làm gì? Một là rót một ly nước cho họ uống. Hai là sai rồi thì mau mau đi bù đắp. Mất bò rồi mới làm chuồng cũng chưa phải muộn. Một câu phê bình cũng đừng nói quý vị hết sức cứu chữa sự chân thành đó hiển lộ ra họ sẽ liền nghĩ hồi đó là do không nghe lời cấp dưới nào đó lần sau lời của họ mình phải nghe nhiều một chút và chú ý mà nghe chẳng phải cái duyên đó sẽ chuyển qua đường sao quý vị cũng là hộ niệm lãnh đạo mọi người phải cùng nhau hộ niệm chúng ta là pháp quyến thuộc ai là cấp trên ai là cấp dưới đó là nhân duyên nhưng chúng ta câu hồi hướng đó không thể chỉ đọc trên bề mặt. Tận thử nhất báo thân. Đồng sanh cực lạc quốc, cái này là đọc vào tận trong tâm. Tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Còn cái dế ngang quý vị biết không? Dế ngang, một người cũng không được sót. Đúng, ý này cũng là điều Phật dạy trong đoàn thể. Có khổ nạn tới đâu cũng không từ bỏ nhau đồng tu của đoàn thể chúng ta người nào nghiệp chướng hiện tiền mê hoặc rồi chúng ta không có người nào ghét bỏ họ mỗi người chúng ta đều có niềm tin như vậy đoàn thể này đều không cần nói năng gì người ta hãy tiếp xúc chúng ta từ trường đó của chúng ta đã khác rồi xảy ra một chuyện gì người ta sẽ hết sức cảm động Quý vị đều là một phương gặp nạn, tám phương chi di diện. Cho nên lúc này nói tới, việc không đúng chẳng nên làm. Cái này là chủ động xin ý kiến. Những công phu căn bản này rất là quan trọng. Nếu không chúng ta sẽ không giúp ai được. Cho nên huấn luyện một cán bộ thái độ là quan trọng nhất. Cái đó là năng lực làm việc chuyên nghiệp của họ. Cho nên thành ngữ nói đức tài dạng toàn. Ngày nay, quý vị dùng một người năng lực rất khá, nhưng nền tảng thái độ đức hạnh không chắc chắn, sau đó chúng ta còn ở đó tức muốn chết. Thật ra người khác sai cũng là gì? Là đúng, nghĩ lại, Hồi đó mình chỉ dùng năng lực của họ, không nghĩ tới việc bồi dưỡng đức hạnh và đạo nghiệp của họ. Cho nên tất cả y báo là do ai tạo nên? Chính chúng ta. Cho nên người học Phật, người học Nho không trách cứ người khác. Người hiểu lý thì không trách mắng người khác. Làm việc không thông. Phản cầu chính mình. Do vũ trụ là do ai biến ra? Tâm của chính mình Tất cả các cảnh giới trước mắt đều do tâm mình biến ra. Tâm chuyển thì cảnh giới chuyển. Y báo theo chánh báo mà chuyển. Cho nên, Sita tại sao có thành tựu cao như vậy? Văn hóa doanh nghiệp của họ. Khi thấy một nhân viên chưa tới, trước tiên là ông sẽ không nổi nóng. Sao mà đi trễ giờ này chưa tới? Ông sẽ nghĩ trước, có phải nhân viên này bị bệnh rồi không? Có phải là cha mẹ của họ mệt trong người không? Nếu như những điều này đều tìm hiểu rồi, đều không phải. Vậy thì do những thái độ căn bản này mình chưa dạy bảo họ, cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng phải phản tỉnh mình. Con người hãy phản tỉnh thì hết sức chân thành, hãy chỉ trích thì có thể tính khí tâm sân hận của chúng ta làm chủ. Cho nên cái sân này chúng ta phải hết sức thận trọng. Tại sao? Một niệm sân tâm khởi, thiêu rụi rừng công đức. Mọi người phải tính coi công đức của mình có bao nhiêu. Phải nghĩ lại lần trước đổi dần là khi nào. Nếu như là hôm qua thì thiêu sạch rồi. Bữa nay bắt đầu tính lại. Cho nên, tâm sân hận không điều phục được. Trăm dạng chướng ngại sẽ xuất hiện. chúng ta nói tới việc chủ động xin ý kiến. Cái đó là chủ động thịnh giáo. Có nghi hoặc phải ghi chú. Gặp người hỏi, cầu giải thích. Trong công việc và tu học, chúng ta có nghi vấn gì? Có thể hỏi lãnh đạo. Có thể hỏi bạn đồng đạo của chúng ta. Cũng có thể hỏi sư trưởng. Đều có thể nhận được giáo huấn rất tốt không được tự mình làm không rõ còn ái ngài không đi hỏi sau đó rất nhiều nghi hoặc không được giải quyết rất nhiều năng lực không được nâng cao cho nên cái này là chủ động thịnh giáo thứ ba đi phải thưa về phải hỏi phải chủ động báo cáo do sự việc giao vào tay của chúng ta tiến độ của quý vị ra sao thì phải báo cáo cho lãnh đạo kịp thời. Do lãnh đạo nhận lời một việc, đó là uy tín danh dự của họ. Từ cổ giai hữu tử, dân vô tính, bất lập, uy tín là thứ quan trọng nhất. Cho nên công việc lãnh đạo giao cho chúng ta, họ cũng là tin tưởng chúng ta. Và sự việc này cũng có liên quan tới uy tín danh dự của họ, thậm chí liên quan tới uy tín danh dự của hiệp hội. Họ có lo lắng không? họ chắc chắn sẽ lo lắng. Tiến độ quý vị tới đâu rồi, quý vị báo cáo xong, họ sẽ an tâm ngay. Hoặc là việc này đã làm xong rồi, quý vị báo cáo xong, gánh nặng tinh gia của họ sẽ được buông xuống. Cho nên những hành động căn bản này càng làm được, thì chúng ta thật sự sẽ có thể giúp cho lãnh đạo của mình giảm bớt rất nhiều gánh nặng và áp lực do cảm thấy công việc giao cho chúng ta là sẽ an tâm. Cho nên những công phu căn bản này rất quan trọng. Chúng ta không có công phu căn bản thì sẽ điên đảo. Chúng ta thường nói, hiếu tử, hiếu tử, bây giờ điên đảo rồi. Biến thành hiếu thuận với con cái. Thật ra, quan hệ quân thần cũng điên đảo. Chủ tịch biến thành thư ký. Thư ký biến thành chủ tịch. Chủ tịch thường phải theo hỏi, công việc của cô làm tới đâu rồi? Tôi quên rồi. Chủ tịch này chưa chết cũng chỉ còn nửa mạng sống. Cái này là chủ động báo cáo. Còn một cái là chủ động tham gia. Cha mẹ thích tận lực làm. Tất nhiên, bản thân sự tham gia này không phải nói quý vị phải làm mệt muốn chết. Chịu cống hiến là điều hiếm có. Mệt chết là không có trí huệ. Chúng ta hoàng hộ chánh pháp phải bi trí dạng toàn. Ở đây sẽ liên quan tới rất nhiều nguyên tắc làm người làm việc. Chúng ta làm việc cần cái gì? Thọ quyền. Phải điều động tính tích cực của mọi người. Không thể công việc dùng hết vào trong một người. Họ mệt muốn chết. Người bên dưới thì không biết phải làm gì. Kể cả nhận nhân duyên. Phải tự lượng sức mình. Chúng ta chỉ có thể gánh một bao nặng 25 kg. Chúng ta lại nhận một bao 35 kg Tất nhiên, sau cùng mệt mỏi, không chịu nổi, quá mệt rồi. Sau cùng sức khỏe mọi người không tốt, không cách nào biện pháp cho tốt. Như Lệ Hút nói tới đây, kế tiếp thì nói không nổi nữa. Cho nên năm nay mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của Lệ Hút là phải ăn cho mập mới được. Phải mạnh khỏe lên nhưng mọi người có thấy không năm nay khí sắc của tôi cũng khá tốt <laughs> cái này phải cảm ơn sự thương yêu của cư sĩ hồ chúng ta quý vị coi mỗi lần lễ hút tới cư sĩ hồ đều sắp đặt chúng ta không chỉ thương yêu chúng ta Trước nhiều đoàn thể cả đại lục chúng ta lần này đều tới thâm quyến đều đang điều dưỡng do trên làm dưới theo sức khỏe chúng ta không tốt đoàn thể chúng ta dẫn dắt sức khỏe cũng không tốt cho nên tôi tạo tội này lớn rồi phải xoay chuyển càng khôn mặc dù năm nay không phải năm con trâu phải xoay chuyển càng khôn lệ hút cũng có lòng tin chắc chắn có thể làm được những thái độ phương pháp làm việc của chính mình đều có thể y theo lời dạy dỗ của hòa thượng y theo kinh luận đều sẽ dần dần bước vào quỹ đạo hơn nữa chúng ta tin rằng tất cả đều có phật bồ tát gia trì sắp xếp chỉ cần chúng ta có thái độ thọ giáo cha mẹ thích tận lực làm tức là chủ động tham gia chúng ta có việc phụ trách chính phụ trách chính gọi là phân công không phân nhà phải chính phụ viên dung. Quý vị chủ yếu là chấp sự hiện tại, cho nên mỗi một người chúng ta đối với công việc của mình nhất định phải biết rõ mình nên làm những việc gì. Quý vị không thể giúp người khác giúp tới sau cùng việc vốn dĩ mình phụ trách thì chưa có làm. Phần này chúng ta từ năm 2012. Cô Lý Việt ở Lô Giang chúng tôi, kể cả Đại Mã, có làm trẻ thơ dưỡng chánh cấm rễ thực tu bao gồm lớp cộng tu ở malaysia cho tới những kinh nghiệm này rất nhiều đoàn thể ở đại lục đang dùng như những vị cán bộ của chúng ta vừa hay cư sĩ khuất cách đây không lâu có đi họ đều là y cứ theo lý niệm cộng học văn hóa gia đình mà cô lý diệt đã thiết kế ra Họ làm rất là tốt còn hơn cả chúng tôi. Những kinh nghiệm này của chúng tôi họ tiếp thu, sau đó lại làm rất nghiêm túc. Quý vị coi, Phật Bồ Tát đều đang gia trì. Chúng ta đều là học trò của Lão Hòa Thượng, luôn mà dũa lẫn nhau, hộ niệm lẫn nhau. Cả trẻ thơ dưỡng chánh, cả cộng học văn hóa gia đình, đều rất coi trọng việc làm tròn bổn phận cho nên có đó tới đức tổ phải thực sự hiểu rõ ân đức của cha mẹ tổ tiên cái đó phải thuật chức tức là chức trách của bản thân chúng ta đều phải hết sức rõ ràng tự mình phải gánh giác biết rõ chức trách chức quyền của mình ở đâu thậm chí bao gồm lực hành của mình tức là chỉnh lý nội dụng chúng ta nói lễ kính chư phật cũng không thể để phòng ốc của chính mình rất lộn xộn sau đó còn giảng cho đại chúng rất nhiều văn hóa truyền thống đó là chúng ta làm và học biến thành hai lớp da không phải giải hành tương ứng hơn nữa chúng ta nếu như nội dụ không có hạ công phu phòng ốc lộn xộn khi muốn tìm đồ gì cũng tìm không ra Các cuộc sống cũng đều rất lộn xộn điều này trái nghịch với tam học giới định huệ của phật pháp chúng ta giới là quy củ chúng ta phải giữ gìn quy củ thì mới đắc định cho nên sư trưởng cũng biện pháp rất tốt cho chúng ta hòa thượng đồ vật gì cũng đặt ngay ngắn chỉnh tề bắt đầu từ những câu kinh trong đệ tử quy nói với mọi người về việc chủ động xin ý kiến, chủ động báo cáo, chủ động thịnh giáo, chủ động tham gia. Cái này là chính phụ Duyên Dung, tôi phụ trách phần này. Việc này tôi làm xong rồi, người khác có nhu cầu. Chúng ta không phân chia đây đó, tôi đi hỗ trợ. Đây là một số nguyên lý, nguyên tắc của việc tham gia. Thực ra mà nói, người và người cùng nhau thấu hiểu sẽ càng làm càng có sức. Người và người không thấu hiểu lẫn nhau, nhiều người tới đâu, càng làm càng mệt. Cho nên cảm nhận này là không khí của cả đoàn thể. Đối với người là một năng lượng chính diện. Bầu không khí đúng rồi thì là năng lượng chính diện. Bầu không khí không đúng sẽ tiêu cực thậm chí sẽ trúng độc, không khí không đúng. Những thái độ không đúng này vừa hay đều bị ảnh hưởng. Lúc đấy là nói về thần tử. Sau cùng nói với mọi người, chúng ta khổng môn tứ khoa, rất nhấn mạnh, đức hạnh, ngôn ngữ, chánh sự, văn học. Ngôn ngữ xếp hàng thứ hai, nghĩa là Ngôn ngữ hết sức hết sức quan trọng. Chúng ta tích lũy công đức hay là tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp có liên quan trực tiếp nhất tới ngôn ngữ. Kinh vô lượng thọ đặc biệt nhắc nhở chúng ta thân khẩu ý tam nghiệp nên khẩu nghiệp đặt lên vị trí đầu. Giữ gìn khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Giữ gìn thân nghiệp, không bất luật nghi Giữ gìn ý nghiệp Thanh tịnh Vô nhiễm Và hòa thượng quả thật Về phương diện ngôn ngữ Cho chúng ta rất nhiều sự chỉ đạo Lúc này nói với mọi người Chúng ta đã phát nguyện rồi Bây giờ chúng ta bắt đầu làm từ đâu Bắt đầu từ cơ sở Là một đệ tử tốt Cho nên Chân thật là Làm tròn bổn phận Tránh ác làm lành Tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghe lời thì sao? Nghe lời là Mười sáu chữ mở đầu trong A Nan vấn sự Phật các cung kinh. Tùng minh sư thọ giới. Chuyên tính bất phạm. Chúng ta thọ giới từ minh sư lão hòa thượng này. Giới là nghe theo giáo huấn của hòa thượng. Nghe rồi phải bỏ trong tâm. Tinh tấn phụng hành. Mỗi ngày luôn nhớ mình phải làm sao để thực hành càng triệt để bất thức sở thọ không quên mất lời dạy dỗ của hòa thượng cái này là nghe lời cái đó sau cùng giao lưu với mọi người là cái mà hòa thượng nói đức hạnh ngôn ngữ nên học đoạn này chắc là trên mạng có thể tìm được hình như cũng có in ra để kết duyên với đại chúng cho nên chúng ta tặng ra rất nhiều pháp bảo không chỉ tặng ra cho người khác pháp bảo đó còn phải in trong tâm của chúng ta câu thứ nhất nói ít nói lời quán trách thường nói lời khoan dung quán trách đem tới hận thù khoan dung mới là trí huệ Hòa thượng nói những câu này rất sâu sắc. Hơn nữa, nhân quả trong đó rõ ràng hết sức thấu triệt. Ít nói lời quán trách, nói nhiều lời khoan dung. Quán trách sẽ chiêu cảm điều gì? Đêm tới hận thù. Hệ quán trách thì oán hận lẫn nhau. Phật gia nói cảm ứng. Cảm ứng có chia ra tốt và không tốt. Chúng ta ý niệm này tốt, chiêu cảm mười phương chư phật ý niệm không tốt tâm ngào màn khởi lên ma sẽ gia trì tiếp tới lúc đó ngay cả lời của sư phụ cũng không nghe phật ma chỉ giữ một niệm thánh cuồng chỉ giữa một niệm chúng ta là đạo tràng chánh pháp hay đạo tràng tà pháp lúc nào cũng nằm giữa một niệm của mỗi một người cho nên oán trách đem tới hận thù khoan dung mới là trí huệ khoan dung độ lượng đức không rộng không thể khiến người tới lượng không lớn không thể khiến người an chúng ta độ lượng thì tâm những người cùng theo chúng ta mới có thể an định dần dần sẽ cảm ơn sự khoan dung của quý vị họ sẽ thấy không thể cha đạp sự khoan dung và thương yêu của quý vị đối với họ. Mọi người không biết trong quá trình trưởng thành có gặp được những thầy cô rất thương yêu quý vị, bao dung quý vị và kiên nhẫn bên cạnh quý vị không? Nội tâm chính chúng ta sẽ sanh khởi một thái độ. Mình không thể khiến cho thầy cô giáo thất vọng. Tâm hữu thiện của con người không phải mắng mà có được. Tâm hữu thiện là do bị cảm động mà tự nhiên khởi dậy mắng 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 tới sau cùng thì tâm hổ thẹn mắng không khởi lên được mắng trơ lì ra do tính cách của họ nếu như khá là nhu hòa quý vị càng mắng họ mắng tới sau cùng họ tay chân luống cuốn sẽ bị mắng ngốc đi do họ sẽ căng thẳng thế này cũng sai thế kia cũng sai tới sau cùng quý vị vừa mắng họ họ liền ngây đơ ra ngoài ra một cái là tính cách khá mạnh quý vị mắng tới sau cùng họ thực sự sẽ kết oán với chúng ta Thứ hai, ít nói lời châm biếm. Thường nói lời tôn trọng. Tôn trọng là lễ kính chư Phật. Chúng ta nói lời châm biếm khắc nghiệt. Cái này trái nghịch với tướng chân thành. Đây là tâm luân hồi hơn nữa còn khiến cho người ta rất không thoải mái châm biếm nhìn rất khinh thị tôn trọng càng thêm thấu hiểu người và người cùng nhau tôn trọng mọi người đều nói lời thật lòng lời nội tâm nói lời châm biếm sẽ rất khó chịu ít nói lời tổn thương nói nhiều lời quan tâm tổn thương ghi ra đối lập. Quan tâm có được tình bạn. Những nhân quả này, hòa thượng đều khai mở hết sức hay. Ít nói lời mệnh lệnh. Thường nói lời thương lượng. Mệnh lệnh chỉ là tiếp nhận. Cái này có ẩn ý bên trong, chỉ là tiếp nhận. Tiếp nhận chưa? cái này là khẩu phục tâm không phục mình lệnh chỉ là tiếp nhận sự tiếp nhận này rất có thể là gì bằng mặt không bằng lòng trong tâm họ không phục cho nên mình lệnh chỉ là tiếp nhận thương lượng mới là lãnh đạo mỗi một câu này đều là đạo phong học phong của cả đoàn thể hãy thương lượng mọi người có tính tham dự cảm giác trách nhiệm tính tích cực đều được điều động ra nếu như cán bộ đề ra ý kiến đều rất tốt lãnh đạo cứ rất độc tài đều không chấp nhận dần dần tính tích cực của mọi người sẽ hạ thấp do đề xuất không có ích gì vậy thì lãnh đạo cứ làm đi tất nhiên nếu như nói lãnh đạo đều không tiếp thu chúng ta không nhắc vợ nữa thì chúng ta cũng thay lòng mất rồi. Hôm nay chúng ta cùng phát bí nguyện. Cùng phát nguyện làm tịnh tu tiệp yếu, cộng phát nguyện không làm người thay lòng. Đúng chưa? Đệ tử quy cũng dạy chúng ta khuyên không được. Vẫn phải khuyên. Chúng ta khuyên lãnh đạo, khuyên cha mẹ, khuyên trưởng bối, Mục đích không phải khiến cho họ chấp nhận, mục đích là muốn cho họ có lợi ích. Không phải nói điều kiện, họ chấp nhận tôi mới khuyên họ, không chấp nhận thì thôi. Đây không phải là thái độ đạo nghĩa. Họ không nghe mình phải khuyên, thậm chí dùng hành vi của mình để nhắc nhở họ. Điều là tận tâm tận lực yêu thương họ. Làm quan thì tận trung, bãi quan thì sửa lỗi, tùy hỷ diệt thiện, khuyên can diệt ác. Đây là lời trong hiếu kinh có nói tới. Sau cùng nói tới, ít nói lời phi bình. Thường nói lời khích lệ. Phi bình gây ra xa cách. Kích lệ khơi dậy tiềm năng. Chúng ta nghe Hòa Thượng nói, Phủ Hiệp Bồ Tát chỉ có tán tháng không có hủy bán lệ hút tôi lấy quá trình cuộc đời của chính mình cảm thấy nếu như phê bình nhiều quá người trong thời đại này của chúng ta rất không có lòng tin mọi người cũng thấy rồi đó lệ hút trước đây rất không có lòng tin sao có nhìn thấy không không nhìn thấy tôi thật sự rất không có lòng tin quý vị coi mắt của tôi nhỏ vậy lại không đẹp trai học hành lại không ra sao tôi nhớ hồi đó khi học lớp 6 tôi còn rất thấp ngày nào cũng nói với mẹ tôi mẹ nếu như con giống mẹ thì xong luôn mẹ tôi một mét năm mươi hai quý vị coi rất là bất hiếu trong quá trình trưởng thành đó khiến cho mẹ tôi buồn lòng rất nhiều cũng không có tài hoa gì chưa từng tham gia cuộc thi gì được giải thưởng gì rất là không tự tin nhưng nhờ gặp được phật pháp hiểu được chân tướng chúng ta có phật tánh thì sẽ không tự ti nữa nhưng thật sự nếu như nghe rất nhiều lời phê bình có lúc vẫn sẽ thấy rất tiêu cực cho nên vẫn phải khích lệ cho nhiều mới có thể khơi dậy tiềm lực của mỗi người giống như mỗi lần chúng ta nhận được điện thoại của lão hòa thượng hay ở trước mặt chúng ta thật ra cũng làm sai rất nhiều nhưng hòa thượng luôn khích lệ chúng ta cho nên mỗi lần nghe điện thoại xong hay là gặp sư phụ xong đều giống như kéo dài pin lại được nạp điện được hôm nay cùng khích lệ mọi người cùng trao đổi tới đây và cũng chúc phúc mọi người một năm mới pháp hỷ sung mãn quan thọ vô lượng xin cảm ơn mọi người a di đà phật làm người tốt Do nhóm cả nhà học làm người tốt Thành kính cúng dường Nguyện cả thầy chúng sanh Đều tín niệm a di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật